Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Quân chỗ ô tô cũ Quảng Ninh. Hình ảnh mà anh em đang quan sát trên màn hình là một chiếc xe bán tải Ford Ranger phiên bản Wightrack số tự động một cầu, sản xuất năm 2013. Phiên bản Wightrack thường thường là một phiên bản đủ, nhưng chiếc này là bản một cầu thôi, cho nên là nó cũng được gọi là bản đủ so với phiên bản một cầu anh em nhé. Còn phiên bản đầy đủ nhất, phiên bản full nhất thì phải nói đến phiên bản 2 cầu số tự động 3.2. Còn chiếc này là 2.2 máy dầu số tự động 1 cầu thôi. Chiếc xe mang nước sơn màu bạc, biển số của tỉnh Thanh Hóa. Và đang được bên em giao bán với giá tiền bên em chào bán là 435 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ cho anh em. Chiếc xe mang nước sơn màu bạc, nước sơn còn khá là bóng, đẹp, đều. Bản nguyên trách thì anh em biết rồi, luôn luôn là bản đủ và chạy rất là thích. Máy gầm của nó chạy cực kỳ mượt mà so với bản XLS thì nó chạy hơi lì lì một chút, thì bản Wightrack nó đã chạy rất là thoát máy rồi. Chạy rất là thoát máy rồi và anh em đi nó đã cực kỳ bốc rồi. Và với giá tiền là 435 triệu đồng thì chiếc xe này nó cũng ngang ngửa với một chiếc Ford Ranger phiên bản XLS số tự động một cầu sản xuất năm 2014 thôi. Và xe này mang nước sơn màu bạc. Thì với cái bản này thì nó đã có chế độ phanh đĩa, phanh ABS, có điều hòa auto rồi anh em nhé. Có điều hòa auto khá là nhiều tính năng. Rồi là hai túi khí, rồi cả chế độ ga tự động rồi. So với XLS thì nó đã hơn khá là nhiều đồ rồi. Vậy anh em mà có nhu cầu sở hữu chiếc xe này, có thể liên hệ trực tiếp tới anh Quân ô tô qua số 0364763888 hoặc đến với chỗ ô tô cũ Quảng Ninh để được tham khảo cái mẫu xe bán tải Ford Ranger phiên bản Wightrack số tự động một cầu này. Đây là hình ảnh của em nó đây. Xe còn tương đối là đẹp, sơn si sạch sẽ và đèn đóm cũng rất là ok, lốp dép đều đẹp hết cả anh ạ. Đầu tiên thì em sẽ quay đến cái lốp của nó này, anh em có thể nhìn này. Đấy, lốp này thì còn khoảng trên 80% và anh em chạy vẫn còn khỏe, vẫn còn ngon anh em nhé. Sắt xi thì rất là đẹp anh em. Sắt xi của biển Thanh Hóa thì anh em yên tâm, nó khác hoàn toàn với sắt xi của biển Quảng Ninh nhé em. Chưa hề có sơn phủ gầm và cái mặt sắt xi nó tương đối là đẹp như này. Vành na răng thì na răng nguyên bản của Ford Ranger Wightrack là na răng phay anh em nhé, na răng phay. Bên trong hệ thống gầm của nó cũng còn rất là đẹp. Đấy, anh em quan sát này, hệ thống gầm bệ của nó tương đối là đẹp. Đời 2013 đạt đến cái cảnh giới này thì nó đã là rất là ok đúng không ạ? Anh em xem kênh mua bán ô tô của em Quân thì đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em và luôn luôn kính chúc cho anh em cùng với gia đình tìm được cho mình những cái mẫu xe phù hợp nhất với cái điều kiện sử dụng công việc của mình. Và đừng quên bỏ qua cái mẫu bán tải Wightrack 2013 này nhá. Anh em nhìn này, xe gần như không chở cái gì nặng cả, cho nên là cái lót thùng của nó còn rất là đẹp, rất là đẹp, sóng thùng đều đẹp, căng và khỏe đít, phía sau không hề bị đâm đụng gì cả, không hề bị đâm đụng gì, rất là mới. Đấy, lốp dép đẹp căng luôn. Nội thất bên trong ghế đã được bọc da anh em nhé. Ghế bọc da tương đối là sạch sẽ, với cái nền đen pha lẫn với cái màu kem trắng, kem bơ ấy, khiến cho chiếc xe nó cũng khá là nổi bật đây. Anh em có thể nhìn thấy đây. Ba hàng ghế sau và nội thất rất là sạch đẹp. Bên trên thì trần nỉ còn bọc ni lông. Nếu bóc ni lông này ra thì bên trong trần nỉ còn cũng rất là mới đấy anh ạ. Rất là mới đấy. Với một chiếc 2013 như này này, em thấy nó cũng rất là ok rồi. Đạt đến cảnh giới này thì không có điểm gì để chê nữa. Nội thất rất đẹp, keo chỉ nguyên. Và chạy nó khỏe lắm. Chạy nó khác hoàn toàn với bản XLS anh ạ. Bản XLS thì anh em cứ phải ga khổ lên nó mới lên. Còn bản này anh em ga cái nào nó vọt rồi. Rất là đẹp. Đây là số tự động một cầu này. Bản này đấy, đã anh em nhìn thấy nó đã có chế độ ga tự động Cruise Control. Chế độ đàm thoại dành tay điều khiển bằng giọng nói. Mặt phím còi còn rất là đẹp đúng không ạ? Mặt phím còi đẹp. Không có điểm gì để chê bai. Đấy. Mọi chi tiết em đánh giá là cái chiếc xe này là cũng đạt lắm. Đấy, nội thất rất là tươi. Còn cái phần nhựa ABS rồi là đến những cái tay lắm cửa, đến những con ốc, đến nước sơn em nhìn đều đẹp cả. Và chiếc xe trang bị hai túi khí anh em nhé. Bản này thì có hai túi khí thôi chứ nó chưa có bốn túi khí. Một túi khí cho người lái, một túi khí cho hành khách.
có chế độ chống trơn trượt rồi anh em nhé. Đấy, bản này có chế độ chống trơn trượt và có điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, đi rất là mát và sướng anh em ạ. Bản Wintech luôn luôn đi nó cũng rất là êm ái và chắc chắn. Em cũng rất là thích đi Wintech, cảm giác nó an toàn. Từng phần nhựa mới lắm. Nhìn chung là với cái phiên bản là 2013 mà nước sơn xi cũng như là nội thất nó đẹp như này, và máy gầm con này thì nó rất là chất, chạy chắc khỏe lắm, thì em cũng rất là ưng. Em cũng rất là ưng anh ạ. Đó, rất là ưng ý luôn. Và bởi vì là mọi cái chi tiết của nó còn quá là ok, quá là đạt tiêu chuẩn. Em phải bật điều hòa lên chút, nóng quá. Đó thì em nổ máy đây anh em nhé. Nổ máy thì em ga lên để anh em nghe tiếng máy. Đó, máy của nó chạy rất là thoát và rất là bốc khỏe luôn. Khi em chạy trên đường cái độ zip của nó rất là cao. Và chiếc xe hiện tại đang ở chế độ là 8 vạn. Nhưng mà anh em cứ phải nghĩ chiếc này nó phải trên 10 vạn rồi anh ạ. Không thể có chuyện 23 mà ta chạy 8 vạn được. Đó, mọi chi tiết phần nhựa này anh em thấy không? Tươi giói luôn. Rất sạch sẽ, nội thất nói chung là sạch sẽ vô cùng. Và khi bước vào chiếc xe anh em có cảm giác như mình giờ mình rất là gần gũi với nó. Trên này là một hệ thống gương chống chói này, bản Wintech bao giờ cũng có hệ thống gương chống chói tự động. Thì nói chung là cái đèn pha phía sau nó mà chói lên là chúng ta không bị đập vào mắt mình. Bộ lốp trước còn rất là mới nhá. Lốp trước có thể nói là mới hơn lốp sau tương đối là nhiều. Và bên trong hệ thống gầm của nó em quay luôn. Mọi chi tiết rất là sáng sạch. Đấy, tiếng máy đang lổ anh em có thể nghe thấy không ạ? Tiếng máy lổ rất là chắc và tròn tiếng. Còn bộ thân máy là còn 100% chưa có tác động đạn lực vào đây. Vâng, trong ít phút vừa qua thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cơ bản nhất về cái chiếc bán tải Forerunner Wintech 2013, số tự động một cầu 2.2 máy dầu. Anh em có nhu cầu về cái mẫu xe này thì đừng quên gọi điện cho em Quân qua số 0364763888 hoặc có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh để tham khảo chiếc xe này. Em xin kết thúc video của mình tại đây. Một lần nữa xin kính chúc anh em cùng với gia đình của mình tìm được cho mình những cái mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình. Và đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh Quân Ô Tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em trong những mẫu video sau.